Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo này, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đội vốn hơn 100% so với tổng mức đầu tư ban đầu, tương ứng với 9.200 tỷ đồng. Đáng lưu ý, do dự án chậm hoàn thành bàn giao đến kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các hiệp định vay, Bộ Tài chính ứng từ quỹ tích lũy để trả nợ. Hiện thủ tướng chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành thủ tục để bàn giao dự án cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ sở chuyển giao khoản nợ để thành phố thực hiện trả nợ theo cơ chế tài chính của dự án. Theo kế hoạch tổng thể phát triển ngành hậu cần logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thành phố sẽ thành lập 5 trung tâm logistics, trong đó có trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất đấu thầu mời gọi đầu tư trung tâm logistics khu công nghệ cao. Đến năm 2023, hoàn thành chuẩn bị đầu tư trung tâm logistics cắt lái và trung tâm logistics linh trung. Từ nay đến năm 2025, thành phố cũng sẽ thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ logistics, đồng thời thành lập và phát triển một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics để phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp chất lượng cao, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực toàn vùng có khả năng cung cấp nhân lực cho cả nước và quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics vào GRDP thành phố đạt 10% và đến năm 2030 đạt 12%. Số dư tiền gửi của khách hàng tại các công ty chứng khoán quý 3 năm 2021 đã lên đến 92.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6.000 tỷ đồng so với quý 2 và đây là con số kỷ lục trong lịch sử. Hiện số dư tiền gửi của khách hàng tại các công ty chứng khoán quý 3 đã lên đến 92.000 tỷ đồng, chủ yếu là của các nhà đầu tư do công ty chứng khoán quản lý. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, 9 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới gần 1 triệu tài khoản, lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới trong 3 năm trước đó cộng lại. Việc nhà đầu tư đổ mạnh vào thị trường chứng khoán cho thấy yếu tố lãi suất tiết kiệm ngân hàng ngày càng giảm mạnh và thiếu vắng kênh đầu tư đã khiến cho dòng tiền dịch chuyển sang kênh chứng khoán. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, căng tay y tế và trang phục phòng chống dịch. Bộ Công Thương dự kiến tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với một số mặt hàng như găng tay y tế, mã HS 001119209039264015, trang phục phòng chống dịch gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ găng tay, giày, mã HS 10906210 và khẩu trang y tế, mã HS 90406307. Bộ Công Thương cho rằng có thông tin về việc một số doanh nghiệp đang lợi dụng chủ trương tạm nhập tái xuất hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp khẩu trang y tế và đồ bảo hộ lao động. Nguy cơ này xuất hiện trong tình hình dịch bệnh dẫn đến nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế tăng cao. Theo dự thảo, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và thay thế thông tư số 44/2020 hướng dẫn về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch. Sau 5 năm thực hiện các mục tiêu, kết quả thực hiện các chỉ số xếp hạng phát triển bền vững của Việt Nam liên tục tăng trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn 2016-2020. Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh thực hiện phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, hạn chế nguy cơ biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống, năm 2020, Việt Nam được đánh giá đứng thứ 49 trên 166 nước về chỉ số phát triển bền vững, tăng 5 bậc so với một năm trước đó. Từ nay đến năm 2030, Việt Nam có khả năng sẽ đạt được 5 trong số 17 mục tiêu bao gồm xóa nghèo, xóa đói, giáo dục có chất lượng, các hành động bảo vệ khí hậu và quan hệ đối tác toàn cầu.